trong là những người thanh niên thì chúng tôi được tiếp xúc học viên đó là Ngô Kháng, sinh năm 1980, năm ngày 33 tuổi. Xin cho biết là cái hoàn cảnh mà vô trong cái trung tâm này của anh như thế nào? Sử dụng chất kích thích ma túy, đi vào trung tâm được khoảng 4 tháng. Khi mà trung tâm phát hiện như là bệnh nhân dư u, chính quyền địa phương phát hiện và nghị định 135 cai nghiện bắt buộc. Trước khi vô thì em hình dung cái trung tâm này như thế nào? Lúc đầu thì rất là sợ về tâm lý của tụi em, là hồi nào bây giờ không sống xa nhà. Nhưng mà sau khi vô đây thì được cái sự dạy dỗ của thầy cô giáo và cán bộ giáo dục được bảo vệ, như là hết mình giúp đỡ cho tụi em để phấn đấu trong cái lao động cũng như là cai nghiện để sau này giờ lại càng tìm những cách cho con người cho nó tốt hơn. Để kể là cái câu chuyện tầm gương cho những người bạn khác thì xin cho biết là con đường mà em đã đi đến ma túy như thế nào, được bao lâu? Dạ, em sử dụng ma túy là từ năm 2008. Dạ, đó thì em cũng non hết một bộ đi chơi với đám bạn, bạn bè rủ hút tử, sau đó em hút được khoảng một năm thì không còn đáp ứng như cơ thể nữa thì phải đòi hỏi cái liều lượng nó nặng hơn, sang là tiếp chỉnh. Và đến nay em bị nghị định và em vào trung tâm. Điều mà bạn bè rủ rê, nhưng mà chắc là bản thân của Kháng cảm thấy là tìm tới ma túy là cái điều gì đó thú vị, đúng không? Cảm giác rất là khó tả. Sau đó em nghĩ là một lần thử rồi sau đó bỏ, mà không ngờ dính là đi theo mình xuống tới thời gian này. Khi mà bị như vậy thì gia đình phản ứng của gia đình thế nào? Lúc đầu giấu ba mẹ, mà sau khi ba mẹ biết thì ba mẹ rất là buồn, không biết đi cai nghiện. Mà ý của ba mẹ thì là không muốn đi cai nghiện, sau khi ba mẹ lại cai với chính quyền địa phương thì là hồ sơ đưa lấy. Và khi em vào đây thì em tiếp xúc với những người cai nghiện giống như mình á, thì em thấy là họ có những điểm chung nào và có cái điểm khác nhau với trường hợp của em? Dạ, theo em tiếp xúc với bạn bè ở đây thì em thấy có một điểm chung là cùng hoàn cảnh là nghiện ma túy. Một cái điểm khác nhau là mỗi người có một hoàn cảnh, ví dụ như là hoàn cảnh kinh tế khó khăn chẳng hạn, rồi đi bôn ba cái xứ làm ăn xa, sự quản lý của người nhà người thân thì dễ chấp ngã hơn. Em vô trong cái trung tâm này thì em có cảm thấy là bị bó buộc hoặc là bị kỷ luật, hay là có những điều gì mà em cảm thấy không ưng ý? Dạ, theo mấy anh cũng biết á, thì tất cả các cơ quan nhà nước nào và cái trường cai nghiện nào thì nó cũng có cái nội quy, là nội quy riêng của cái trung tâm đó. Thì theo cho em vào đây thì em cũng theo lớp lúc đầu vào em vào được khoảng chừng cắt cơn là 7 ngày. Em qua sinh hoạt sau cắt cơn là 7 ngày nữa, là 14 ngày. Là em chuyển lên phòng sinh hoạt chung với anh em là các phòng lớn như các anh đã thấy đó. Thì những cái điều kiện mà các cậu tạo ra lúc vào học chuyên đề đó, là học về lớp chuyên đại và những cái lớp truyền thông, góc truyền thông các anh đã thấy, chương trình khe hỗ trợ thì cho đọc sách tìm hiểu thêm những cái gì mà mình có thể là bỏ sót ở ngoài đời thì vô đây có thể là mình muốn tìm lại được đó. Tức là những cái mặt đó là em chưa bao giờ sống ở ngoài đời được, những cái đường mới mẻ đó.
đó, đúng không? Dạ. Và nó cái điều đó nó làm nguôi ngoai đi cái tên nghiệp của em. Dạ, trong thời gian ở đây là sau thời gian cách cơn giải độc được y bác sĩ chăm sóc thì không có còn nhớ, mà sau khi đó thì được các cậu bên phòng giáo dục được nói dạy tư vấn bên y tế thì làm cách nào, thời gian nào là những gì, rồi những sinh hoạt lúc nào, giờ nào là thời gian cho nó thích hợp để đọc sách. Thì khoảng là chiều cũng đã các anh không vào hôm nay thì có lẽ là đã đọc sách lúc 2 giờ rưỡi chiều. Và các cô bên thư viện trung tâm này mấy anh cũng đi chắc mấy thư viện nằm bên khu C thì có cho muốn sách của thư viện Cần Thơ cấp xuống. Ai muốn đọc sách gì đó, hiện nay có sở thích của họ thì đọc sách. Theo em thì em thích đọc sách là kỹ năng sống thôi. Và dạy cho mình cái kỹ năng sống tốt đẹp hơn. Mà khi em qua đây thì nghe nói được học nghề và cũng làm, có thể ra sản phẩm và cũng được chia tiền học viên. Thì cái trường hợp cá nhân của em? Dạ, em là bên tiểu thủ công nghiệp như các anh vừa đi qua bên nhà chiếu, gọi là bên nhà chiếu á. Bên đó là có chiếu máy và làm dệt bằng chiếu tay. Còn em thì làm chiếu tay, không có làm chiếu máy hay bằng khác. Thì thời gian làm thì thời gian làm là một ngày là 6 tiếng. Và buổi sáng thì 3 tiếng. Buổi chiều 3 tiếng. Mà làm thay theo ca, như là hôm nay ca của các bạn khác thì em nghỉ. Rồi mai tới cả em thì các bạn khác nghỉ. Tức là trường hợp của em là cũng là rất là hòa đồng với các bạn. Có được cái nhìn mới về đời sống. Em nghĩ rằng cái hiện trạng hiện nay, cái sức khỏe của em ra sao và cái sự nghiện của em cai được cái mức độ. Sức khỏe của em thì bây giờ nó hoàn toàn là trở lại cái con người bình thường, còn không có lệ thuộc vào những chất nghiện đó. Thấy là những gì em được ở đây có thể là tốt hơn kia nữa. Ngoài đời thì chẳng có lúc nào để mà tâm thản đầu óc để mà suy nghĩ về cái chuyện gì, nhưng mà đọc sách là tập cho mình cái nếp sống thân thiện với mọi người, như là hòa nhã như anh em ở đây. Thì em năm nay 33 tuổi, chắc là cũng là cái tuổi lập gia đình, hay là có người yêu, hay là có vợ con. Không biết là cái hoàn cảnh hiện nay của em đã có cái tình trạng như thế nào, nếu có thì ra sao, là em trong tương lai ra ngoài đối diện với lập gia đình nhỏ hay lớn của mình. Thì cũng nói với anh là em năm nay 33 tuổi thì em cũng vừa mới lập gia đình năm trước, năm 2012. Em vừa bây giờ học về trai. Em nghĩ sau này thì nếu em tái hòa nhập cộng đồng thì những gì mà được cộng đồng cũng đây thì em sẽ tốt hơn những gì mà lúc trước em chưa biết. Có lẽ là em mong rằng là sau này những cái sự phấn đấu mà chúng ta cùng thân mình có thể là nhất điểm để nó được. Và em cũng là một người đàn ông cũng có một gia đình, dù sao đi chăng nữa xã hội cũng có cảm giác nó là một tay nhất là quyền trở lại. Là bây giờ giám đốc là một tháng 6 thì em có tâm nguyện gì thì em chấp nhận cái người mong nghiện và làm ở xã hội, em có như là đứa mẹ cho nó đó. Những gì em mong mỏi chắc cũng là những cái điều như các bạn ở nhóm cái trung tâm mấy con thơ thì đều cũng như là sau này và có thể là chính quyền địa phương hoặc các bạn hàng khác hỗ trợ hoặc nào về kinh tế hoặc là cũng về động lực hoặc để các bạn phát triển mình tốt hơn. Kỳ thị thì em không làm. Đối với xã hội thì xã hội tha thứ cho các em. Các em sẽ hứa là sẽ là mời tình dạy các bộ mình mới. Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Ngô Khang. Tâm lý xa nhà của tụi em thì các anh cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà ở trong đây á, là có một cái
thuộc coi như là cuối tuần, như là ngày thứ bảy và chủ nhật nghỉ là hoàn toàn, là ngày chủ nhật nghỉ hoàn toàn, thì các em cũng được là bên các phòng hỗ trợ cho như là điện thoại và gặp thân nhân vào lúc là 8 giờ sáng ngày thứ bảy. Bên của A riêng của tụi em bên của A, và thường là thăm gặp thân nhân thì là ngày thứ năm và thứ sáu hàng tuần, cái tuần nào cũng được gặp thân nhân hết. Cái nỗi nhớ thì ai cũng phải có, nhưng mà mình cũng ráng, tại vì mình biết làm sai thì mình phải cố gắng để làm sao khắc phục cái cơ nghiệp này. Cái sự mà khắc phục đó là cũng nhận công ơn rất to lớn của các phòng ban của trung tâm cũng hỗ trợ cho các em. Đó là điều mà em rất mang ơn cho những gì mà trung tâm đã mang đến cho bản thân em. Gia đình bạn là nó có được mấy người? Gia đình của em là em sống chung là 5 người. Gia mấy người? Gia đình mẹ con. Bởi vậy gia đình. Nghĩa là gia đình bạn là như gần cha với mẹ với mấy anh em? Dạ, 6 anh em. Gia đình có 6 anh em? Dạ. Anh lớn cả những người còn lại là có bị đại danh không? Dạ không, mọi người làm hoạt động thế vui được luôn. Mà hồi thời gian trước đây á, khi mà thời gian tham gia bệnh như vậy, anh có những giờ có gây cái vấn đề gì mà mất gì anh đảm bảo anh hưởng đến anh em địa phương? Em thì an ninh của địa phương thì em chưa từng bị, vậy thì là tốt.